Và bây giờ để không mất thời gian để chúng mình đi vào những bản tin. Đầu tiên nhất là chúng ta đi với cái tựa đề là Tổng thống Zelensky đã đến Bakhmut. Đây nói thật tới các quý vị là Nguyên rất là nể Tổng thống Zelensky, là một cái người Tổng thống đúng ra đó. Ông ta không cần phải mạo hiểm như vậy. Những cái vấn đề mà đến chiến trường á, là không phải là trách nhiệm của ông. Đó phải trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Tham mưu trưởng. Thúc đẩy binh sĩ trên chiến trường đó không phải trách nhiệm của ông Tổng thống. Nhưng mà các quý vị ngày hôm qua đó thì ông đi xuống Donetsk. Ông đến ngay chăng cái nơi giao tranh Donetsk và gặp tướng lãnh Donetsk. Ngày hôm nay ông chạy đi tới Bakhmut. Cái điều mà ông đến Bakhmut đó là gặp ngay chăng cái lữ đoàn đang tấn công vào Bakhmut. Cái lữ đoàn mà đang có trách nhiệm là phản công tại Bakhmut và chiếm lại Bakhmut. Thì Tổng thống Zelensky lên hiện bây giờ, thứ nhất là cổ vũ tinh thần của họ, tức chính là cảm ơn của họ đã đạt được những thành quả gần đây. Và cái điều mà biết là mỗi lần ông đi về, ông đi rất là nguy hiểm. Ông đến ngay chăng giao tranh mà, là cái nơi mà đang thả bom. Tất nhiên là người ta sẽ tìm một cái nơi an toàn nhất. Nhưng mà nếu chỉ cần một cái tình báo của Nga mà ai đó báo cáo, thì say tính mạng của Tổng thống Zelensky là có thể là bị sự tấn công của Nga ngay lập tức. Và cái điều đó là cái điều vô cùng nguy hiểm mà Tổng thống Zelensky thường xuyên làm. Và cái điều này thì nó rất là tốt cho cái mặt tâm lý của binh sĩ Ukraine, khi lúc đó có một ông Tổng thống cao cao tại thượng mà vẫn bận tâm đến binh sĩ trên chiến trường. Thì tất nhiên đó là một cái sự hãnh diện cho binh sĩ và sự cổ vũ binh sĩ, và cho thấy cảm giác là vị Tổng thống của họ ủng hộ, đi sát với họ. Nhưng cái điều này nó rất là nguy hiểm, vì Nguyên nói là hiện bây giờ cái người mà hiện bây giờ người ta trông cậy nhiều nhất để cứu đất nước Ukraine qua khỏi cuộc tấn công của Nga chính là Tổng thống Zelensky. Nếu Tổng thống Zelensky xảy ra bất cứ chuyện gì thì Nguyên không tin rằng có ai đó, một vị nào đó thay thế Tổng thống Zelensky và có thể lèo lách đất nước qua khỏi cái vấn đề này. Cái điều đó nó khó. Thí dụ đất nước Nga đi, hiện bây giờ không có ai thay thế được Putin. Thì Zelensky ở Ukraine cũng vậy. Nếu mà Tổng thống Zelensky mà có xảy ra bất cứ một biến cố gì thì chưa chắc lực lượng của Ukraine có thể cầm cự được. Và lúc đó Ukraine phải rớt vào trong cái trạng thái bị động và có thể phải đầu hàng. Nên cái điều đó rất là nguy hiểm. Cũng giống như Putin cũng vậy. Nguyên tin chắc là Putin ngẫm cụ tỏi, đột ngột, thì cuộc chiến tranh giữa Ukraine và Nga sẽ ngừng. Sẽ ngừng. Vì thực tế có rất là nhiều người ở tại Nga họ muốn ngừng cuộc chiến. Nhưng bởi vì quyền lực tối cao nằm trong tay của Putin, họ không thay đổi được. Họ muốn nhưng họ làm không được. Nên là hiện bây giờ cái tình trạng ngày hôm nay, các vị cũng biết là theo thống kê cho biết là Tổng thống Zelensky đã bị ám sát trên 20 lần. Trên 20 lần. Và cái may mắn thay là đã được sự hỗ trợ và giúp đỡ, đặc biệt là tình báo của Hoa Kỳ và của những quốc gia láng giềng. Giống như là những quốc gia Romania, Litva, Estonia, những quốc gia đã hỗ trợ để ngăn chặn cái cuộc ám sát của Tổng thống Zelensky. Mà Tổng thống Zelensky đã bị ám sát trên 20 lần. Và đến ngày hôm nay, cách đây không lâu, thì Tổng thống Zelensky cũng đã bị ám sát, nhưng là bị ám sát hụt. Thì chúng ta thấy rõ được là cái tính mạng của Tổng thống Zelensky, ông ta bị đe dọa mỗi ngày. Nhưng mà ông ta vẫn đến những nơi chiến trường và đến thăm binh sĩ. Đó là một mình chúng ta phải nể. Vì không phải là một vị lãnh tụ nào cũng làm như vậy. Cũng giống như chúng ta không thấy, ít có khi nào chúng ta thấy Putin xuất hiện đến chiến trường. Vì thực tế Putin rất là sợ. Vì mỗi lần mà xuất hiện đến chiến trường là cái cơ hội chúng ta bị tấn công nó rất là cao. Và cái điều đó thì cái điều mà Putin nó không bao giờ dám mạo hiểm. Đây là bản tin liên quan đầu tiên đến tình hình ở tại Bakhmut mà Nguyên muốn chia sẻ cùng các quý vị. Bản tin thứ hai đó là bản tin mà chúng ta mới vừa chia sẻ, Nguyên mới vừa chia sẻ cách đây một tiếng mấy đồng hồ trước. Đó là một số lượng thanh niên trẻ trốn nghĩa vụ ở tại Ukraine và đang trốn ở tại Ba Lan, con số là 18.000 người. Hiện bây giờ chính phủ Ba Lan không đồng ý những người này ở tại Ba Lan. Nên là chính phủ Ba Lan đang quyết định dẫn độ cái số lượng người này trở về nước Ukraine. Cái này nó mới là gây go. Bởi vì hiện bây giờ những người này đang ở Ba Lan. Chính phủ Ukraine không làm gì được họ và chính phủ Ba Lan cũng không truy tố họ. Nhưng ngược lại chính phủ Ba Lan lại không chấp nhận những người này. Và chính phủ Ba Lan cho rằng là những người này không phải nằm trong cái gói trợ cấp của Liên minh châu Âu để hỗ trợ cho vấn đề nhân đạo. 18.000 người này không nằm trong cái gói trợ cấp này. Chúng tôi tại Ba Lan không có trách nhiệm giúp đỡ họ. Chính phủ Ba Lan rất là khó dễ lực này.
À, bây giờ chúng tôi không tiếp tục giúp đỡ họ nữa. Họ không phải là người đàn bà, cũng không phải là trẻ em, cũng không phải là người lớn tuổi. Họ không nằm trong cái danh sách cái gói trợ cấp của Liên minh châu Âu. Chúng tôi không có bổn phận gì phải nuôi họ hết. Và chúng tôi không cho phép họ ở trên lãnh thổ của chúng tôi. Nên là hiện bây giờ phía bên Ba Lan nó bây giờ ai muốn nhận thì họ nhận. Ai muốn cho người này tị nạn là cho tị nạn, nhưng chúng tôi thì không. Nếu không ai nhận thì chúng tôi sẽ bắt họ, gửi họ trở về Ukraine. Thì đây là một bản tin nó vừa có lợi cho Ukraine, nó cũng nói là Ba Lan họ bắt đầu họ không thích những kẻ đào ngũ, trốn trách cái bổn phận trách nhiệm của đàn ông là bảo vệ lãnh thổ. Thì đây là cái chánh quyền của Ba Lan, họ có quyền vì anh đang tị nạn trên đất nước của người ta. Và cái số tiền mà hỗ trợ là số tiền Liên minh châu Âu, mà trong cái gói Liên minh châu Âu là người ta giúp cho trẻ em, phụ nữ, người lớn tuổi, trong đó không có anh. Anh không có quyền gì hưởng thụ được cái đó hết, và anh không có quyền ở đây để hưởng thụ cái đó. Nên chúng tôi không cho phép nữa. Nên là họ đã đưa ra, họ đã công bố. Tất nhiên họ cho cái lựa chọn là có ai đó trên thế giới muốn dẫn cho những quốc gia nào mà nhận người đó tị nạn thì anh có quyền nhận. Nhưng chúng tôi không nhận, chúng tôi không lo. Và chúng tôi cho cái thời hạn và chúng tôi trục xuất trở về đất nước Ukraine. Thì đây là một cái bản tin có thể nói là sẽ vô cùng bất lợi cho những ai đó chạy trốn. Cô chú anh chị em, chạy trốn nghĩa vụ. Thì cái điều đó là cái điều mà chánh quyền Ba Lan họ có quyền, vì đó là cái đất nước của người ta. Người ta không muốn cưu mang những người như vậy. Người ta không muốn bỏ thời gian và tiền bạc cho những người trốn trách trách nhiệm của mình. Đó là bản tin mà Nguyên thấy bổ sung theo với các quý vị. Nguyên mới vừa nhận được thông tin đến từ Ba Lan khi họ công bố chính thức sẽ muốn dẫn độ những người này trở về nước Ukraine. Hiện bây giờ chính phủ Ukraine chưa có phản hồi về bản tin này. Thứ nhất là Ukraine không có truy tố những người này. Ukraine chỉ có truy tố những người cấu kết hối lộ cho những người này đi ra khỏi đất nước, chứ chưa có truy tố những cá nhân này. Nguyên không biết là những người này trở về Ukraine có bị những lệnh trừng phạt gì hay không, có bắt buộc phải lưu lính hay không, vân vân. Cái đó thì Nguyên chưa có rõ. Hiện bây giờ Nguyên chưa có biết là Ukraine chưa có truy tố bất cứ những tội những người như này, chỉ có truy tố những kẻ cấu kết hối lộ đưa những người này qua khỏi cái đường biên giới. Đó là bản tin liên quan đến Ukraine và Nga ngày hôm nay. Nguyên chỉ chia sẻ cho các quý vị hai bản tin bổ sung thôi. Và bây giờ chúng ta chuyển sang bản tin của Hoa Kỳ. Bản tin của Hoa Kỳ thì khá là ly kỳ các quý vị. Cũng có một phần liên quan với Ukraine. Ngày hôm nay thì vài vị thượng nghị sĩ của đảng Cộng Hòa đã lên án Tổng thống Joe Biden vô cùng dữ dội. Vì cho rằng là Tổng thống Joe Biden đã lợi dụng cái gói trợ cấp cho vấn đề thiên nhiên. Các vị cũng biết là ở tại Florida và nhiều nơi ở tại Mỹ vừa qua trái đó, ở tại Haiti rồi nhiều nơi đó. Và cái gói trợ cấp để hỗ trợ cho cái vấn đề tai nạn thiên nhiên đó, thì chính quyền của Joe Biden đã gộp chung lại cái gói trợ cấp Ukraine với cái gói trợ cấp nhân đạo của người dân Mỹ. Có nghĩa là ổng đưa cái gói trợ cấp hỗ trợ cho người dân Mỹ trong cái tai nạn lũ lụt, bão rồi cháy, thì ổng đem cái gói trợ cấp với cái gói trợ cấp Ukraine thành một gói. Và cái trong cái số đó là có 24 tỷ Mỹ Kim hỗ trợ cho Ukraine. Đó, thì trình bày trên quốc hội, thì nếu quốc hội thông qua thì tất nhiên là sẽ có tiền để hỗ trợ cho người dân Mỹ, và tất nhiên là Ukraine cũng có 24 tỷ đô la bổ sung thêm. Thì cái này đã làm cho gặp phía bên đảng Cộng Hòa vài vị người thượng sĩ, không phải người nào cũng vậy, hai vị thượng nghị sĩ đã lên án là Tổng thống Joe Biden đã lợi dụng cái sự khó khăn của người dân Mỹ để hỗ trợ cho người dân Ukraine. Và họ kêu gọi là Tổng thống Mỹ hãy đặt cái quyền lợi của người dân Mỹ lên hàng đầu. Đừng có chơi cái chiêu trò chánh trị và ghép hai thành một để quốc hội thông qua cho cái gói trợ cấp cho Ukraine. Chúng tôi ca ngợi cái sự dũng cảm của Ukraine, sự anh dũng của họ đã kháng kẻ địch. Nhưng tình hình kinh tế đất nước đang chao đảo và hãy ưu tiên cho người Mỹ. Đừng làm cái chiêu trò chánh trị dơ bẩn. Thì người ta lên án Tổng thống Joe Biden rất là nhiều. Vì Tổng thống Joe Biden rất là rõ, nếu mà tách rời giữa cái gói trợ cấp về vấn đề nhân đạo của người dân Mỹ với cái gói trợ cấp của Ukraine, thì cái gói trợ cấp Ukraine tại quốc hội sẽ không được thông qua, đảng Cộng Hòa sẽ không thông qua.
Nên là cái chiêu này đảng Dân Chủ thường xuyên làm. À, tất nhiên Nguyên nói là Nguyên ủng hộ cái gói trợ cấp này. Trong Nguyên nói, có thể là Nguyên đang đứng về phía Ukraine, thì Nguyên hỗ trợ, Nguyên đồng ý với cái quan điểm của Tổng thống Zelensky, Tổng thống Joe là hỗ trợ cho Ukraine. Vì Nguyên biết là đây là cái giai đoạn rất là khó khăn, Ukraine họ cần rất là nhiều tiền. Và Nguyên không có cùng quan điểm với những cái quan điểm là chúng ta không hỗ trợ Ukraine nữa vì hỗ trợ quá nhiều. Vì nếu Ukraine thất thủ, nó không phải chỉ thất thủ đất nước Ukraine không, mà chúng ta đã mất đi cái lý tưởng bảo vệ tự do dân chủ và nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn trong một thời gian sắp tới. Nên đối với cái quan điểm của Nguyên, tuy rằng các vị biết là Nguyên ủng hộ của Tổng thống Donald Trump, nhưng về cái vấn đề mà hỗ trợ cho Ukraine, Nguyên không cùng quan điểm. Vì đối với Nguyên, Ukraine mà bại, nó không phải một mình Ukraine không. Đó là nguyên cả cái lý tưởng tự do dân chủ chúng ta bại. Và cái điều đó nó rất là nguy hiểm. Nó sẽ tạo ra một cái thành lệ mà Trung Quốc có thể tấn công bất cứ quốc gia nào và không ai dám làm gì Trung Quốc. Vì Nga làm được, tại sao Trung Quốc làm không được? Và cái điều đó là cái điều tuy rằng chúng ta biết nó sẽ tốn kém, nhưng mà chúng ta phải hy sinh. Thì trong cái lời phát biểu của vị thượng nghị sĩ của đảng Cộng hòa, ông nói tại sao mấy ông châu Âu á, biên giới kế bên ổng, tại bên ổng tại sao không lo? Mà tại sao Mỹ phải gánh nhiều? Đó. Đây là một cái sự việc mà họ cho rằng là trách nhiệm châu Âu phải lớn. Trong châu Âu không phải có đó. Nguyên không binh châu Âu. Thực tế châu Âu rất là tệ. Mấy ông châu Âu rất là thờ ơ. Và sự thờ ơ của họ, họ phải trả giá trong tương lai. Cái sự nhận thức và sự thờ ơ của họ, Nguyên tin chắc họ phải trả giá rất là đắt. Cũng bởi vì cái sự thờ ơ của họ, nên Liên minh châu Âu không bao giờ trở thành lãnh tụ của thế giới. Lúc đó các quý vị cũng biết là Liên minh châu Âu 27 quốc gia, nếu mà tính về kinh tế quân sự thì không thua bất cứ một châu lục nào, cả không thua luôn Mỹ, nhưng họ mãi không bao giờ trở thành lãnh tụ cả toàn cầu được. Vì họ quyết định được, họ không có đoàn kết, họ không quyết định, nên họ chỉ là phụ đề. Họ là phụ đề thôi. Họ chỉ là phụ đề thôi. Chứ họ không thể nào trở thành lãnh tụ của thế giới được, Liên minh châu Âu. Vì họ lúc nào có những cái sự do, nên khi hiện bây giờ chính phủ của đảng thì đổ lỗi là tại sao trách nhiệm là châu Âu phải lo nhiều hơn, giúp đỡ nhiều hơn, số lượng nhỏ người, chứ không phải là tất cả vị thượng nghị sĩ là như vậy. Nhưng có nhiều người đã có một cái quan điểm đó ở tại quốc hội của Mỹ. Và cái điều đó Trung Nguyên nói một câu là bên châu Âu cũng sai và những người quyết định nó cũng sai. Vì chúng ta bởi vì cái ích kỷ cá nhân chúng ta đổ lỗi cho người này, đổ lỗi cho người kia. Nhưng cái quốc gia hiện bây giờ đang bị bơm đạn. Và nếu cái quốc gia đó thất thủ là nguyên cái lý tưởng chúng ta nó sụp đổ. Vậy cái nào nó quan trọng hơn? Phải chăng chúng ta ngạnh lên, chúng ta đổ lỗi cho người này, chúng ta đổ lỗi cho người kia. Cũng giống như nhà đang cháy vậy đó. Ê, nhà mày kế bên sao mày không có cháy lửa mày? Tắt lửa mày. Nhà tao 3 mét kế bên, nhà tao xa hơn chút. Tao ít nước thôi, mày phải nhiều nước hơn. Nó vô lý quá. Các quý vị có hiểu mà Nguyên muốn chưa đạt không? Cái nhà nó cháy, bây giờ anh không chữa cái cháy này, nó sẽ lan nhà kế bên và nó sẽ lan cái nhà kế tiếp. Rồi đổ lỗi cho nhau, mày kế bên mày phải đổ nước nhiều hơn, mày phải tích cực hơn, tao ở xa tao ít hơn. Nó vô lý quá. Nó không phù hợp với cái phía cạnh. Nếu mà cái trường hợp khác thì chúng ta có thể hiểu được. Nhưng đây là cái trường hợp chết với sống và nó ảnh hưởng chung đến tập thể. Và ai có khả năng bao nhiêu thì đóng góp. Còn người nào họ không có trách nhiệm thì chúng ta chỉ trích họ sao, chúng ta lên án họ sao và chúng ta đòi hỏi họ sao. Nhưng sau khi cái đống lửa nó dập tắt, sau khi cuộc chiến tranh nó chấm dứt, thì lúc đó chúng ta mới khiếu nại họ, chúng ta lên án họ. Nhưng bây giờ chúng ta nó thằng kia bên nó không dập lửa, tao không thèm dập lửa. Rồi cuối cùng cháy cả đám. Cuối cùng bị cháy cả đám. Thì tại sao Nguyên nói cái lý luận đó Nguyên không đồng ý? Anh có thể chỉ trích châu Âu, nhưng anh không phải chỉ trích bây giờ. Rồi anh không làm, anh cứ làm đi, rồi sau đó anh chỉ trích. Chứ bây giờ anh không làm thì sẽ không có ai làm. Và không ai làm thì tất nhiên là nó sẽ cháy, Ukraine sẽ thất thủ. Rồi cái thảm họa là cả toàn cầu, nó không riêng biệt quốc gia nào. Là cái điều đó là Nguyên thấy cái quan điểm, tất nhiên Nguyên nói là không ai giống quan điểm ai cả. Có nhiều người Mỹ mà Nguyên quen biết, họ rất là cùng quan điểm là không muốn hỗ trợ Ukraine nữa. Vì họ cho rằng là Mỹ đã làm quá đủ. Mà họ có quyền điều đó, Nguyên không có phản bác cái quan điểm đó. Ai cũng có cái nhận định. Nhưng mà đối với Nguyên, Nguyên đặt cái lợi ích chung của toàn cầu nó cao hơn cái lợi ích cá nhân. Chỉ vậy thôi.
Vì đối với Nguyên á, nếu mà Nga xâm lược được Ukraine thì thế giới ngày hôm nay nó sẽ không trật tự nữa. Trung Quốc có thể xâm lược bất cứ quốc gia nào. Và nhiều quốc gia khác giới cũng có thể làm cái hành vi đó được. Và cũng chẳng có ai thèm bận tâm nữa. Thì cái trật tự của thế giới mà chúng ta đã bỏ gần cả trăm năm nay để mà xây dựng gần nghe sau đại nghĩa thế chiến năm 1945, chúng ta xây dựng nó đã đổ nát hết. Và chúng ta đã thất bại. Và cái điều đó nó còn đớn đau hơn nhiều so với những số tiền chúng ta đã mất. Trong khi nói, chỉ là cái quan điểm cá nhân. Và bây giờ một bản tin khác ở tại Mỹ, Nguyên muốn cập nhật cho các quý vị, dành cho cô chú và anh chị em, các bạn nào yêu mến Tổng thống Joe. Đó là đệ nhất phu nhân đã bị Covid. Cô chú và anh chị em, đệ nhất phu nhân đã bị Covid. Cái chuyện này thì lớn tuổi rồi. Chỉ điều là bả bị Covid, hai ông bà ôm nhau, có bị Covid hay không thì hiện bây giờ chưa biết. Và có thể là Tổng thống Joe có thể đi là đi gặp qua bên Ấn Độ hay không, rồi có ghé Việt Nam hay không, hay là bởi vì lây bệnh Covid hiện bây giờ chưa thấy dấu hiệu là Tổng thống Joe bị Covid. Chưa thấy cái dấu hiệu đó, nhưng ai biết được. Các quý vị biết là nhiều khi chúng ta test bây giờ không có, 3-4 ngày sau test lại có. Cái vấn đề này Covid nó thường xuyên, nên là cái vấn đề này hiện bây giờ là một cái câu hỏi. Bởi vì cái buổi họp G20 thì Tập Cận Bình đã không đi dự, đã làm cho rất là nhiều người bất mãn. Và có nhiều người đang muốn gặp ông Tập Cận Bình và nói trực tiếp về vấn đề biển, cái bản đồ mới của Trung Quốc. Cả Tổng thống Joe Biden, ông ta nói tôi rất đáng tiếc khi ông Tập không đi dự cái buổi họp G20. Thì hiện bây giờ rất là nhiều người họ đang muốn gặp ông Tập để mà nói chuyện, thì ông Tập ông trốn rồi. Thì bác Joe nhà ta có đi được hay không? Hiện bây giờ chưa biết. Khi vợ bị bệnh, hai vợ chồng ôm nhau sắc lá cà, thì cái cơ hội bị lây nhiễm nó rất là cao. Các như vậy. Nên là hiện bây giờ vẫn chưa khẳng định được Joe có đủ sức khỏe đến Ấn Độ và đến Việt Nam hay không. Cho Nguyên nói là Joe sẽ đến Việt Nam nha, đó là chính thức rồi. Các vị biết là mấy cái máy bay đồ, những vật liệu để mà bảo vệ Tổng thống, bảo vệ phái đoàn của Tổng thống Mỹ đã đến Việt Nam đầy đủ rồi. Vấn đề an ninh đồ họ đã chuẩn bị sẵn sàng hết để đón Tổng thống rồi. Nên là bây giờ có thể là bởi vì sức khỏe của Joe nó có thể, mấy cái này nó sẽ dẹp hết, có thể dẹp hết. Nên là chưa biết. Hiện bây giờ tòa Bạch Ốc cho rằng là Tổng thống Joe không bị nhiễm, chỉ có đệ nhất phu nhân bị nhiễm thôi. Sức khỏe của đệ nhất phu nhân cũng ổn định, chút xíu sốt, không có cái dấu hiệu gì nguy hiểm cả. Thì đó là những cái gì mà họ tiết lộ ra bên ngoài. Nhưng vài ngày nữa thì chuyện gì xảy ra thì Nguyên không khẳng định. Nguyên không khẳng định. Đó là bản tin liên quan đến Tổng thống Joe Biden. Cho Nguyên nói rồi, ổng thì ổng mà lần này mà bị Covid nữa hơi bị nguy hiểm đó. Khi bây giờ chứ nhiều khi tôi đang ở đâu, tôi ở đâu, ổng lạc luôn, xa luôn, nguy hiểm lắm. Một bản tin liên quan đến cựu Tổng thống Donald Trump. Bản tin tốt cho cựu Tổng thống Donald Trump. Đó là ở tại Florida, vài vị thượng nghị sĩ đã khởi tố cựu Tổng thống Donald Trump với một cái đơn rất là tầm bậy tầm bạ. Đó là kêu gọi tòa án ngăn chặn cựu Tổng thống Donald Trump tranh cử năm 2024. Vì cho là ông này ổng có nhiều tội, ổng không đủ tư cách, ổng không thế này thế cái kia, ổng không có quyền ra tranh cử, những người như vậy. Thì đó là một cái điều các vị cũng biết là luật pháp của Mỹ. Thì đây là một cái đơn kiện nó thực tế là nó tầm bậy, nó không có ai. Thì cái đơn kiện này đã được trình bày trên tòa án Florida. Thì ngày hôm nay phía bên tòa án đã bác bỏ cái đơn kiện này và dẹp luôn. Anh không được quyền đưa cái đơn kiện mà nó tầm bậy như vậy. Tòa án kêu là đây là cái đơn kiện tầm bậy của anh hoàn toàn không hiểu luật pháp và pháp. Anh không được quyền đưa ra những cái đơn kiện đó. Bỏ luôn. Thì đây là một cái điều mà chúng ta biết là tuy rằng luật pháp của Mỹ nó cũng không phải là công tâm lắm, nó cũng không phải là công bằng 100%, nhưng ít ra nó còn bảo vệ cái quyền lợi tranh cử. Nên là đảng Dân Chủ có nhiều chiêu trò để ngăn chặn cựu Tổng thống Donald Trump quay trở lại tòa Bạch Ốc, nhưng họ làm không được. Có nghĩa là dù có tội hay không có tội, dù vấn đề gì nữa, cựu Tổng thống Donald Trump cũng sẽ tranh cử đến năm 2024. Tuy rằng họ đang cố gắng ngăn chặn, nhưng không thành công. Và bây giờ Trung Nguyên nói, cái khảo sát sơ bộ cho biết thì
cơ hội của Tổng thống Donald Trump thắng rất là cao. Nhưng khảo sát nó không phải là sự thật. Khảo sát để chúng ta phỏng đoán, chứ sự thật có nhiều khi nó ngỡ ngàng lắm. Các quý vị lấy cái bài học năm 2020 là các quý vị đã hiểu. Các quý vị nhìn cái bài học năm 2020 là các quý vị đã hiểu. Nên là cái khảo sát nghe để cho biết, để chúng ta biết là cái tình hình. Nhưng cái sự thật nó còn có thể những biến cố bất ngờ mà chúng ta không thể nào đoán được và lường trước được trong tương lai. Thí dụ, trong tương lai có thể dịch bệnh bùng phát trở lại. Trong tương lai có thể chiến tranh giữa Mỹ và Nga. Trong tương lai nó có thể có nhiều sự việc khác có thể xảy ra một cách đột ngột mà không thể nào chúng ta suy luận được trước và chúng ta đoán được trước. Và cái bầu cử tại Mỹ nó có thể bị tác động. Mà Nguyên nói một câu hơi khó nghe. Đảng Dân Chủ chết sống gì cũng không cho cựu Tổng thống Donald Trump quay trở lại Tổng thống. Họ bất cứ ai cũng được. Bất cứ ai làm Tổng thống cũng được. Trừ Trump ra. Cho Nguyên khẳng định điều đó. Nguyên nói họ phải dùng tất cả tiền bạc khả năng của họ. Họ sợ cựu Tổng thống Donald Trump quay trở lại lắm. Vì họ biết cựu Tổng thống Donald Trump mà quay trở lại thì họ không bao giờ được yên thân. Và cái điều đó họ không thể nào để yên cho cựu Tổng thống Donald Trump quay trở lại. Họ sẽ ngăn bằng tất cả mọi cách. Các quý vị cứ nghe lời Nguyên tin đó. Họ không bao giờ để. Họ làm cách nào thì Nguyên không biết. Nhưng họ sẽ làm bất cứ mọi cách để ngăn chặn cựu Tổng thống Donald Trump quay trở lại. Họ sẵn sàng bây giờ nói bây giờ ok, bây giờ bỏ ông Trump, bỏ ông Joe. Cho ai làm Tổng thống cũng được, họ mặc kệ. Họ sẽ sẵn sàng hết. Bất cứ ai cũng được. Nếu mà Đảng Dân Cộng Hòa không thích Joe, chọn người nào cũng được. Họ bất chấp, nhưng không phải là Trump là được. Không phải Trump là được. Không phải Trump là được. Đó là Nguyên khẳng định điều đó với các quý vị. Ít có khi nào mà Nguyên dám khẳng định như vậy. Nhưng Nguyên nói á, cái vấn đề bầu cử tại Mỹ nó còn nhiều biến cố lắm. Các quý vị đừng có nghĩ là đất nước Mỹ là một cái quốc gia nó không xảy ra những biến cố. Đặc biệt là liên quan đến cựu Tổng thống Donald Trump. Nó sẽ còn nhiều biến cố đáng sợ. Và các quý vị phải chuẩn bị tâm lý cho nó kỹ để có chuẩn bị cái sự ủng hộ và dưới cái trái tim của mình nó không bị hồi hộp sẽ có nhiều lắm. Đặc biệt là cuối năm 23 đầu năm 24 nó là cái giai đoạn nguy hiểm nhất của thế giới. Đầu năm 24 đó Nguyên làm ngồi làm Nguyên đeo ấm là thiên linh địa linh rồi đó sau này sau kia rồi đó Nguyên ngẫm nghĩ là Nguyên đã đoán ra được là đầu năm 2024 vào tháng 1, tháng 2, tháng 3, 3 tháng đầu năm đó là nguy hiểm nhất trên cả toàn cầu đó các quý vị. Đó nên là các quý vị chuẩn bị tâm lý chứ giờ thấy gì chứ miệng của Nguyên linh lắm, ăn mắm ăn muối nói linh lắm. Từ đó tới giờ Nguyên làm chương trình 3 năm mấy rồi. Không phải là Nguyên nói là Nguyên hay gì hết nha. Nhưng mà 3 năm nay là Nguyên suy luận là điều đúng hết. Đúng ngay chốc luôn. Nghe? Nói đâu là đúng đó. Đó. Nhờ là ăn mắm ăn muối nói tầm bậy tầm bạ mà trúng tầm lum tầm la. Nói tầm bậy tầm bạ mà trúng tầm lum. Mấy bác nào mà theo dõi Nguyên 3 năm liền thì coi. Chưa bao giờ đưa ra những cái tiên đoán nào mà sai hết. Đó. Đó. Nhiều khi ông bà nào nhập vô không biết, thần linh nào nó vô không biết. Nhiều khi nói tầm bậy tầm bạ vậy mà nó trúng ghê lắm. Nên đối với Nguyên á, thế giới chúng ta ở trong một cái giai đoạn nguy hiểm vào đầu năm 2024. Nó có nhiều nguyên nhân bị lo. Bầu cử ở tại Mỹ, bầu cử ở tại Đài Loan, bầu cử ở nhiều nơi. Những cái quốc gia mà nó đang cực kỳ nguy hiểm. Bầu cử ở tại Nga nữa. Nói chung chung là ở trong một cái giai đoạn mà nó thế giới nó có thể thay đổi bởi vì ảnh hưởng đến chính trị. Nó đơn giản như vậy thôi. Đó là bản tin đến Hoa Kỳ mà Nguyên muốn chia sẻ cùng cô chú và anh chị em, nhỏ nhỏ thôi. Nếu các quý vị nào muốn theo dõi về thông tin của Tổng thống Donald Trump á, thì chúng ta có vài anh chị em làm cái kênh đó rất là nhiều. Và họ đưa rất là nhiều về thông tin liên quan đến cựu Tổng thống Donald Trump. Nguyên cũng đưa nhưng bởi vì Nguyên không thấy nó có gì sôi động quá. Với vấn đề tranh cãi, từng lời nói, người này nói với người kia nói, Nguyên thấy nó không có một cái bổ ích. Nguyên chỉ đưa những bản tin mà Nguyên đánh giá là nó có một cái tầm quan trọng. Và để cho các quý vị nhận được thông tin mà thôi. Chứ những còn những các quý vị nào theo dõi sát về cựu Tổng thống Donald Trump thì có nhiều anh chị em đã đưa rất là nhiều. Về từng câu nói của cựu Tổng thống Donald Trump mỗi ngày, những câu tweet ở trên Twitter hay là trên trang chính thống trang mạng của cựu Tổng thống Donald Trump, vân vân và vân vân.
thì các quý vị sẽ nhận được chi tiết cụ thể nhiều hơn. Còn cỡ này là Nguyên chỉ có đánh giá những bản tin hot Nguyên chia sẻ thôi. Trừ khi nó có xảy ra những biến cố tại Mỹ mà Nguyên đánh giá là tình hình nó căng thẳng hơn, tình hình nó nguy kịch hơn, Nguyên phải dành nhiều thời gian hơn để mà đưa nhiều bản tin của Mỹ, thì Nguyên làm giống như xưa vậy, có một chương trình đặc biệt chỉ nói về chính trị của Mỹ thôi. Nhưng cỡ này xin lỗi, Nguyên ưu tiên cho những cái vấn đề khác. Thí dụ là chiến tranh ở tại Biển Đông, tình hình Biển Đông, tình hình Ukraine. Vì Nguyên đánh giá là chính trị của Mỹ chưa đến cái giai đoạn mà nó kịch liệt, mà cần Nguyên phải bỏ nhiều thời gian vào. Và bây giờ thì cho Nguyên cập nhật chút xíu về tình hình ở tại Trung Quốc. Và chúng ta biết được là cái đất nước Trung Quốc ngày hôm nay là cái quốc gia đang được phát triển về nhiều mặt, và có thể là một cái quốc gia trở thành cường mạnh hàng đầu của thế giới, và có khả năng vượt qua khỏi Hoa Kỳ trong những năm gần đây. Đây là cũng là một cái sự lo âu, nên là gần đây thì những tướng lãnh của Hoa Kỳ họ rất là lo. Họ đã nêu lên những cái khó khăn để cho chính phủ Mỹ phải giải quyết. Họ nói là hiện bây giờ chúng ta đều biết là chúng ta, cái kho vũ khí chúng ta đang cạn kiệt, vì chúng ta hỗ trợ Ukraine quá nhiều. Đó là một việc. Thứ hai nữa là chúng ta phải bán cho đồng minh. Rất là nhiều đồng minh đang mua vũ khí của chúng ta. Chúng ta không sản xuất kịp để bán và kho vũ khí chúng ta cạn. Và nếu tiếp tục như vậy thì nếu chúng ta một ngày nào đó xung đột với Trung Quốc mà cái chúng ta chưa chuẩn bị cái kho vũ khí thì chúng ta sẽ gặp những sự khó khăn. Và đặc biệt là chúng ta thấy rõ được là cái sự tốc độ lớn mạnh của Trung Quốc nó đến một cái đáng sợ. Trung Quốc đã đầu tư về khí tài quân sự với một cái tốc độ quả tốc, người ta gọi là quả tốc. Về tàu bè thì họ đã vượt hơn chúng ta, vượt hơn chúng ta về cái số lượng. Ở nhiều lĩnh vực họ bắt đầu đã vượt kịp chúng ta, thí dụ lĩnh vực máy bay. Và những tướng lãnh của Hoa Kỳ cho rằng là cái tiềm năng của Trung Quốc là cái mối đe dọa lớn nhất của chúng ta trong những năm kế tiếp. Và cái điều muốn ngăn chặn sự việc này thì chúng ta phải nâng đỡ những quốc gia láng giềng của chúng ta, đồng minh của chúng ta, trong đó Nhật Bản, Nam Hàn, Philippines, Đài Loan và cả luôn Việt Nam nếu có thể. Thì là đây là cái chiến lược của Mỹ khi thấy cái mối đe dọa tiềm năng của Trung Quốc là cái mối nguy hiểm nhất cho Mỹ trong những năm kế tiếp. Thì tình hình của Trung Quốc thì Trung Quốc họ biết điều đó, nên là hiện bây giờ cái bối cảnh của Trung Quốc, tuy rằng kinh tế của Trung Quốc đang gặp cái khó khăn, các vị cũng biết là năm nay Trung Quốc là cái năm họ thất bại nhiều nhất so 40 năm vừa qua. Ngành địa ốc của họ giống như tập đoàn Evergrande của họ đã phá sản, và nhiều tập đoàn của họ thì đánh tư sản ở tại Trung Quốc chính thức. Trung Quốc năm nay là khai báo tài sản, nên là hiện bây giờ những nhà giàu tỷ phú ở tại Trung Quốc rung gì nè. Đầu tiên nhất là tập đoàn Alibaba đã bị đánh tư sản. Cô chú anh chị em, tập đoàn Alibaba đã đánh tư sản, đã thất thoát rất là nhiều và phải nộp rất là nhiều tiền, và cổ phần Alibaba phải chia cho chính phủ. Và bây giờ nhiều doanh nhân và nhiều doanh nghiệp khác của Trung Quốc đã nằm ở trong cái tầm nhắm. Rồi trước khi những cố đánh tiền đó, do những nhà lãnh tụ mà dân không có nắm quyền đó, nói chung chung phủ nắm quyền mà dân không nắm quyền đó, thì mấy năm nay đều đánh tư sản hết, trong đó có Việt Nam chúng ta, trong đó có Việt Nam, trong đó có Noan Việt Nam của chú và anh chị em. Cái chuyện đó là chuyện bình thường. Nuôi heo mập rồi phải sực thôi, heo đủ ký rồi, heo đủ ký thì phải sực. Thì kinh tế xuống thấp thì chính phủ hết tiền, thì chính phủ phải cần có duy trì cái hệ thống. Alo, mạng yếu hả? Ủa sao nữa nè, cái trường hợp này nó bị hoài ta. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bồi đầm giờ ách hiểu. Nói tính Trung Quốc thì sao? Trung Quốc vô nó khiếu nại hay gì sao mà nó... Các quý vị nào có nghe được âm thanh tốt là chưa? Hình ảnh rõ được chưa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bồi đầm giờ ách hiểu, chặt tiếng lên gì đó. Nguyên không hiểu nữa, nói về Trung Quốc nãy giờ nói Mỹ, nói Ukraine không bị, nói Trung Quốc là bị sao? Chuyện lạ ta. Mấy bác có khách buôn có vô bảo vệ Trung Quốc hay không? Đó, Nguyên mới nói Trung Quốc thôi, đâu có đụng chạm gì đó lâu. Nguyên đang đưa lên cái bản tin mà Nguyên nói đúng theo cái nội dung và tình hình của thế giới người ta đánh giá mà. Bữa nay người ta viết cái báo cáo về Trung Quốc của Mỹ, nó viết về cái báo cáo về Trung Quốc, Nguyên chỉ có phiên dịch bằng tiếng Mỹ qua tiếng Việt thôi mà. Đó, sao làm sao mà bị lắc ghê dữ vậy? Đó, khổ thiệt.
nhiều khi cũng sợ các bạn, nghe nói Trung Quốc là mấy bác Red Bull được kéo kéo ồn vô rồi phá hoại diễn đàn của chúng ta nữa, cũng khó lắm. Ok, thôi bỏ Trung Quốc qua bên, chúng ta chuyển sang Việt Nam đi. Các quý vị cũng biết là Tổng thống Mỹ sắp đến Việt Nam gặp bác Trọng nhà ta, qua bác Trọng mời, mà Nguyên nghĩ là ai cũng đang xôn xao cái vấn đề hết, đang chuẩn bị đón Tổng thống Mỹ hết. Thì các quý vị biết ngày hôm nay ai đến Việt Nam không? Ai đến Việt Nam ngày hôm nay? Đó, ông Lưu Kiệt Siêu. À, Nguyên không biết dịch tiếng Việt Nam có đúng không? Ông Lưu Kiệt Siêu là ai? Là cái người đối ngoại giao, bộ đối ngoại giao của Trung Quốc đã đến Việt Nam. Mà cái điều mà Nguyên bực bội nhất, cái ông này nó không phải là cái chức vụ gì cao hết, là đối ngoại thôi. Là một cái người trong cái bộ ngoại giao đối ngoại, trong cái chính phủ của Trung Quốc. Nhưng phải đích thân bác Trọng nhà ta tiếp đoán. Ây da! Có bác nó ghè quá, Nguyên cho Nguyên cái chương trình nhiều khi Nguyên bực bội là gì đó. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mấy bác có thể đi điều tra cái bản tin này. Ngày hôm nay á, thì là trên nhiều tờ báo, báo Tuổi Trẻ, báo Dân Trí, báo Thanh Niên, báo này, báo kia, nó đều có đưa cái bản tin này hết. Là phía bên ông Lưu Kiệt Siêu và được bác Trọng đón mời. Thường chắc các vị biết á, là người ta, cái sự tiếp đón là do những người đồng cấp. Thí dụ là nếu là một nhà bộ ngoại giao bình thường ha, thì do Bộ Ngoại giao của Việt Nam sẽ là người tiếp đón. Thiếu là Bộ Quốc phòng thì người ta sẽ là Bộ Quốc phòng tiếp đón. Trừ khi những người có chức vụ như là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, những cái người mà có cái chức vụ nó rất là lớn và đại diện cho chính phủ, thì Chủ tịch nước hay Tổng thống mới tiếp đón người đó. Còn thường xuyên là họ đại diện cho cái người đồng cấp. Nhưng đợt này là bác Trọng đích thân tiếp đón. Khi cái chức vụ của ông đó không phải là cái chức vụ nó quan trọng. Vì tại sao ông đến cái giai đoạn này, trước khi Tổng thống Mỹ sẽ đến Việt Nam vài ngày nữa, nó làm cho người ta là đặt một cái nghi vấn. Nhưng cái điều nó không biết điều, nếu thực tế Trung Quốc muốn níu kéo Việt Nam, biết tôn trọng Việt Nam, tại sao Tập Cận Bình không đích thân đến? Tại sao Tập Cận Bình không đích thân đến? Nếu Tập Cận Bình không đích thân đến, Tập Cận Bình có thể gửi một quan chức cực kỳ là lớn, thí dụ là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng gì đó, một cái chức vụ gì đó, nó có một cái tầm cỡ đại diện cho ông Tập Cận Bình. Khi lúc ông Tập Cận Bình hiện bây giờ đang rảnh rỗi, không làm gì cả. Nếu mà họ tôn trọng Việt Nam, muốn níu kéo Việt Nam đứng về phía họ, và sợ là giữa Việt Nam và Mỹ nâng lên một cái tầm cỡ ngoại giao mới, thì tại sao ông Tập không đến khi lúc đó đã có những cái tin đồn, tin đoán là ông Tập sẽ đến Việt Nam? Nhưng ngày hôm nay thì lại không phải là ông Tập. Ông Lưu Cực Siêu. Nguyên không biết dịch có đúng hay không, các quý vị nghe, Nguyên cáo lỗi là Nguyên nhiều khi Nguyên dịch có thể sai tên. Vì từ tiếng Hoa dịch qua tiếng Việt thì trình độ của Nguyên nó cũng hơi kém. Thì cái điều đó là Nguyên đã cảm nhận được, là cái điều đó chúng ta thấy rõ được là Trung Quốc họ rất là sợ Việt Nam gần gũi với Hoa Kỳ. Đặc biệt là theo người ta nói á, là đợt này Tổng thống Joe muốn nâng lên cái đối tác giữa Việt Nam và Mỹ tối đa luôn. Maxi luôn đó. Đó. Hết ga luôn. Giữa đối tác giữa Việt Nam và Mỹ. Thì Trung Quốc ngay lập tức gửi người đến Việt Nam để làm gì? Đe dọa, dặn dò. Mà đặc biệt là cái sự thiếu tôn trọng của họ. Nếu họ muốn gửi người đến cũng được, vì ngoại giao mà. Họ không muốn Việt Nam xuất gần lại với Hoa Kỳ, thì ít ra họ phải gửi một cái người nào đó có máu mặt, có quyền lực, các vị, để đại diện cho Trung Quốc. Thì cái đó nó mới phù hợp. Có nghĩa là họ không thèm, họ không, có nghĩa là họ không tôn trọng chúng ta. Nói chung chung là họ không tôn trọng. Họ gửi cấp ké cũng đủ để nói chuyện với mày rồi. Tao gửi cấp ké, chủ tịch mày cũng phải đón một cách đồng hậu. Nó hiển dự như vậy. Cái điều đó là cái điều đáng buồn của chú anh. Phải chăng là ông Vương Nghị hay là ai đó? Thì Nguyên có thể thông cảm. Nguyên thấy ok. Bình thường thôi, cái vấn đề ngoại giao mà.
cái vấn đề ngoại giao chính trị thì Trung Quốc thì muốn kéo Việt Nam, Mỹ muốn kéo Việt Nam, Nhật Bản kéo Việt Nam, Việt Nam Bộ trưởng Bộ Quốc hội, Ấn Độ, Indonesia, nhiều quốc gia kéo Việt Nam, vân vân. Cái chuyện đó mình hiểu hết, Nguyên dễ thông cảm vấn đề đó, ngoại giao mà chính trị mà. Cái điều đó nó không có, gọi là ngoại giao chính trị nó không có phe phái. Đặc biệt là chính trị của Việt Nam là bắt cá hết. Nhưng mà cái tệ của Trung Quốc là nó coi thường chúng ta. Nó coi thường chúng ta. Cái tức là tức nó coi thường chúng ta. Đúng không? Phải nếu là ông Tập Cận Bình thì đối thực tế với các quý vị thì cái vị thế Việt Nam chúng ta là chúng ta thấy ngon rồi. Ủa mà Tập Cận Bình đến phải bị sợ Việt Nam gần Mỹ. Tập Cận Bình đến Việt Nam là thấy cái vị thế Việt Nam chúng ta có thể chảnh chó rồi. Chúng ta ngửa mặt lên là Việt Nam chúng ta ngon quá. Việt Nam chúng ta ngầu quá. Nhưng không. Không các quý vị. Không. Đáng buồn là không. Đó là bản tin mà Nguyên muốn chia sẻ cùng cô chú anh chị em. Cái bản tin ở Việt Nam mà Nguyên không muốn bình luận quá nhiều vì cái quan điểm. Thí dụ mình nói là có bác nói kêu là nô lệ. Nguyên không có nghĩ là như vậy. Vì cái quyền lợi cá nhân và lợi ích cá nhân thôi. Nguyên nói thực tế thì Đảng Cộng sản Việt Nam thì không thể buông bỏ Trung Quốc được. Vì nếu mà buông bỏ Trung Quốc thì đứng một mình dưới cái sóng gió, dưới cái xu hướng của toàn cầu đang vì cái xu hướng tự do dân chủ, Đảng Cộng sản Việt Nam không có thể trụ được. Và không trụ được thì mất quyền lợi. Chỉ là lợi ích cá nhân mà thôi.